Chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là hôm nay là đội văn phòng đá với đội sản xuất 1. Hiện tại là giới thiệu phút là hiệp 2. Tỷ số hiện tại là đang là 1 đều nghiêng về cho hai đội. Và bây giờ là phút thứ 5 của trận đấu hiệp 2. Diễn ra rất là sôi động, rất là gây cấn giữa hai đội. Sau đây là một quả đá phạt của từ đội phòng sản xuất. Tiếp tục là một quả phá đá góc. Hiện tại tỷ số đang là 1-1. Hai đội này thì tới đến phút này thì giữa các đội hiện tại là đang cân bằng tỷ số. Hay quá, lên luôn anh Nhân ư, Cao Nhân. Và Cao Thế Nhân đã để mất bóng, hay quá. Bây giờ là Bảy Đức. Bảy Đức đang giữ bóng. Và đường biên bóng có đang có đường biên. Hay quá, bây giờ là Văn Điệp sút vào. Sau đây là phát bóng lên từ đội phía ra sức 1. Kèm vô Bảy Đức ư. Hay quá, thủ môn Vũ Quang đã chụp trái bông rất đẹp. Tiếp tục là quả phạt góc từ đến từ sản xuất 1. Hay quá. Phú pha phá bóng đến từ Bảy Đức. Và đây là kèm vô. Hay quá. Thế Nhân đã có một pha càng phá bóng rất là đẹp. Kèm người vô. Lại tiếp tục là một quả đá phạt góc là thứ 3. Sút mạnh lên luôn. Rất là gay cấn. Hiện tại là văn phòng đang có sự lúng túng. Bây giờ là quả bá lên từ văn phòng. Hay quá Bảy Đức ơi. Sau đây là một quả Bảy Đức đang cầm bóng rất tốt và đã dễ qua đầu hậu vệ của Văn Thương. Sút vào. Thôi, đúng rồi. Có penalty không? Và sau đây là một quả đá phạt biên đến từ văn phòng. Hay quá. Sút vào. Bóng đã bay quá xa. Đây là thủ môn Vũ Quang. Vũ Quang đây. Hậu vệ của bên văn phòng đó là một cầu thủ rất là chắc chắn mà. Hay quá. Sút lên luôn. Tiền đạo là Thế Nhân. Sút luôn. Vào. Thủ môn rất hay. Sút vào. Sút vào. Tiếp tục là những phá đá liên tục nhau, không thể nào gây khó khăn với thủ môn được. Sau đây là tấn công của đội sản xuất 1. Tiếp tục là Khắc Thương đang cầm bóng. Sau đến đó là Xuân Chương. Hay quá, Xuân Chương đây mất bóng. Và Bảy Đức đang cầm bóng. Hiện tại là tỷ số đang vẫn là tỷ phút này là phút thứ 10. Đã trôi qua hai đội tỷ số là 1-1. Sau đây là cú đá phạt lên